chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Cô chú anh chị hôm nay Học sẽ báo giá tất cả các sản phẩm mà Toyota Tăng Cảng đang chào bán. Và những sản phẩm hiện tại đang có mặt tại showroom xe cũ, Học có thể giao xe ngay cho cô chú anh chị ha. Vì những xe này đã hoàn tất xong gói Maruguri và kiểm tra 176 hạng mục, có giấy chứng nhận của Toyota, không đâm đụng, không ngập nước cho cô chú anh chị ha. Vì lý do mà Học lại tiếp tục quay bản báo giá này, mà hôm qua Học có quay rồi, hôm nay giá có rất là nhiều xe đã giảm xuống thì Học quay lại để gửi đến cho cô chú anh chị cập nhật bản báo giá mới, và bên Học cũng có rất là nhiều xe mới về ha cô chú anh chị. Và không để mất nhiều thời gian của cô chú anh chị nữa, Học xin phép mời cô chú anh chị cùng Học đánh giá qua những sản phẩm mà Toyota Tăng Cảng đang chào bán. Xin mời ạ. Đầu tiên là mẫu xe Camry Quy được sản xuất vào năm 2014, mẫu đèn vuông. Camry Quy là mẫu xe cao cấp nhất. Camry Quy chúng ta sẽ có bệ tựa tay, bốn ghế điện. Xe này nội thất da màu đen cô chú anh chị ạ. Xe rất đẹp ha, Camry Quy đi được 113.000 cây, xe 2014 nha cô chú anh chị. Có giá là 725 triệu và bên Học đang chào bán với mức giá đã giảm là 20 triệu thì sẽ còn lại 705 triệu nha cô chú anh chị. Hôm nay thì giảm 20 triệu cho sản phẩm Camry Quy nè. Xe đầu vuông rất đẹp đó cô chú anh chị, xe form sedan hạng D, Camry Quy. Và kế bên là mẫu xe Toyota Vigo, xe này được sản xuất vào năm 2019. Nội thất nỉ zin theo xe. Nói chung xe này thì với được cái phim cách nhiệt thôi cô chú anh chị. Với số tự động thôi, xe 2019, xe này đi được 25.000. Bên Học đang chào bán với mức giá là 340 triệu, giảm 5 triệu cô chú anh chị ha. Xe số tự động nha cô chú anh chị. Xe còn bảo hành toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Xe thì có trang bị đầu DVD, phim cách nhiệt, camera gear. Xe còn bảo hành toàn quốc cô chú anh chị. Động cơ 1.2 AT, xe này rất nhỏ gọn, rất phù hợp cô chú anh chị nào đi ở thành phố còn bảo hành, xe không có hư giặt cô chú anh chị, bảo hành toàn quốc cô chú anh chị, xe nhập khẩu á. Kế bên xe này bán rồi. Và mẫu xe sedan hạng B rất là nổi tiếng ở thị trường Việt Nam chúng ta, Vios. Xe này là bản G nha cô chú anh chị, bản G là bản cao cấp nhất. Xe này được sản xuất vào năm 2020 và đi được 20.000 cây. Ở bên Học hôm nay giá giảm xuống 15 triệu, từ 535 và còn 520 triệu. Đèn bi projector ha, có đèn định vị ban ngày, cảm biến gốc. Đối với 2020 thì chúng ta sẽ có cảm biến gốc, đồng thời có luôn cái ga tự động Cruise Control. 2019 thì nó cũng y như vậy nhưng mà nó sẽ không có những cái tính năng này nha cô chú anh chị. Hệ thống lạnh tự động, đầu DVD, camera gear, ghế da màu kem đục lỗ zin theo xe. Xe này bạn Học nên chào bán với mức giá là 520 triệu cho cô chú anh chị. Vios G xe rất đẹp, mua tiết kiệm chi phí hơn 100 triệu nha cô chú anh chị. Và kế bên mẫu Mazda, Mazda 2 bản sedan đó cô chú anh chị, 2018. Xe này đi được 19.000 cây. Có giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tăng Cảng là 460 triệu đồng. Cô chú anh chị, giảm 5 triệu ha. Xe này bốn vỏ và cả vỏ xe cua còn nguyên zin hết. Nội thất thì là nỉ zin theo xe. Đây quý vị. Mọi thứ còn nguyên zin hết. Xe này chỉ có phim cách nhiệt thôi. Thiết kế của Mazda rất là đẹp. 465. Giảm 5 triệu cô chú anh chị ha. Khi đến xem xe chúng ta còn thương lượng tiếp nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu muốn đổi xe cũ qua xe mới, hoặc là xe cũ nâng cấp lên xe cũ cao hơn, hãy gọi cho Học. Đây Học tư vấn cho cô chú anh chị về giá xe cũ cô chú anh chị và giá xe mới lăn bánh ra như thế nào ha. Camry Quy 2017 form mới đã bán rồi, sáng Học mới cọc. Tiếp tục là Camry Quy 2017. Thì xe này là mặt cười nhớ vậy. Đây mẫu đầu vuông này. Mặt cười là xe này. Xe này thì được sản xuất vào năm 2017 và đi được 65.000 cây. Xe cũng rất là đẹp. 880 triệu đồng mà giảm cho cô chú anh chị 10 triệu. Còn 870. Nội thất da là màu đen, chỉ đỏ nha cô chú anh chị, zin theo xe ha. Thường thì Camry 2015 nó sẽ như vậy. Xe thì ghế tài chỉnh điện 10 hướng. Còn tất cả các ghế còn lại cũng vẫn có chỉnh điện, kể cả hai hàng ghế sau cũng có tựa lưng điện nha cô chú anh chị. Camry Quy là mẫu xe cao cấp nhất của Camry. Động cơ 2.5. Ống xả kép nha, 2015 mà sao phút ống xả kép nha các bạn. 770 triệu đồng. Kế bên là mẫu xe Camry 2013.
Xin lỗi, 870 triệu đồng nha quý vị, 880 giảm 10 triệu, xin lỗi quý vị. Kế bên là mẫu xe Camry Quay 2013, xe này đi được 115.000 cây. Đầu vuông, xe này cực đẹp, đẹp hơn chiếc 24 học vừa quay. Rồi về chắc xe cô chú anh chị. Xe màu nâu vàng. Camry Quay ha. Nội thất da màu đen. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đứng tên công ty, xuất hóa đơn cho cô chú anh chị nào ở xa không cần phải lên ký đâu. Hợp xuất hóa đơn xong đưa xe lên xe cẩu về luôn ha. Nội thất xe rất là đẹp. Xe này nội thất đen zin, ghế da đục lỗ. Giá là 640 triệu đồng, bên học giảm 20, giảm thêm cho cô chú anh chị 10 triệu nữa. 630 xuất hóa đơn cô chú anh chị ha. Camry Quay. Biển số thành phố Hồ Chí Minh. Expander bên này rút gốc rồi. Đây cái sản phẩm này mới về. Coi. Innova. Innova chiếc này mới về nè quý vị, chưa có thông tin nữa. Rồi, mình tiếp tục Fortuner 2021, xe này do khách đi bên học cũng có đi thử, chở mấy ship rồi đi thử đó quý vị. Lên 140 cây à. Xe 2021, máy dầu 2.8 lít 2 cầu, bản cao cấp quý vị, hai ghế điện, camera full 360 ha. Xe này có giá niêm yết là 1 tỷ 380 triệu đồng. Innova V 2018, V là bản cao nhất, có đèn bi Rosetta. Ga lăng mạ rơm cô chú anh chị, mâm 17 nè. Ốp gương mạ rơm zin theo xe, tay nắm cửa có nút bấm, khởi động thông minh startup, ghế điện, nội thất da màu nâu, phối hợp với màu đen. Cái này là zin, cái chiếc xe bản E là lên thôi nhớ vậy. Rất là đẹp. Đời startup nè, đầy đủ cô chú anh chị nha, đồng hồ ốp thi trong, xe đi 74.000 cây. Và giá bán là hôm nay chỉ còn lại 770 và đang giảm. 770 mà hôm nay giảm xuống còn 755 triệu. Thì đến xem xe có thương lượng thêm xíu nữa nha cô chú anh chị. Kế bên là mẫu xe Innova 2018, xe bản E. Có giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tân Cảng là 550 triệu, giảm cho cô chú anh chị 10 triệu. Chỉ còn 508 thôi cô chú anh chị. Đi được 95.000 cây, xe màu bạc, nội thất da có camera hành trình, nội thất da màu đen. Đây cô chú anh chị, có đầu DVD, camera da lót sàn, bọc chằng sẵn cô chú anh chị ha. Bản này cũng lên cơ bản như vậy cũng là gần đủ rồi. Xe này thì không full đâu, nhưng mà cơ bản thì nó đủ rồi. Ốp tay nắm cửa, nẹp chân kính thì đủ hết rồi. Innova E nhớ rồi, chạy rất là tiết kiệm. Cái bên là Innova G 2016. Xe này có giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tân Cảng là 590 triệu, đang giảm 10 triệu cô chú anh chị, 508. Đến xem xe trực tiếp có giảm giá thêm cho cô chú anh chị ha. Màu bạc, ghế da, số tự động. Xe này đã được chủ trước lên nẹp chân kính rồi. Rất đẹp ha. Dạ ghế da. Ghế da màu kem. Đồng hồ ốp ti trong đi 137.000 cây cô chú anh chị. Hệ thống lạnh tự động phía trước và phía sau đều là tự động ha. Số tự động. Tay nắm cửa mạ rơm đối với bản G. Xe giá rẻ nha các bạn. Xe chính hãng và giá rẻ hơn salon luôn. 2016 bản form mới nha. Và giá niêm yết tại đại lý Toyota Tân Cảng là 590, đang giảm 10 triệu 580 cô chú anh chị ha. Xe này Mazda CX-5, đăng ký tháng 1/2018. Đi được 50.000 cây, mang biển số tỉnh màu xanh. Xe là bản 2.5, hai ghế điện, xanh rất nha các bạn, bản cao á. Xe này bên học đang chào bán với mức giá là 750 triệu. Xe này cô chú anh chị đến hiện tại giảm cho cô chú anh chị là 20 triệu trước. Khi đến xem xe bên học trực tiếp giảm thêm cô chú anh chị ha. Đó, cô chú anh chị nào có dòng xe nào thấp muốn đổi qua những cái dòng xe 5 chỗ thì gầm cao như xe này á, Vios rồi cô chú anh chị, thì Kia Morning rồi những xe thấp muốn lên đời đi mấy xe này cho nó sang hơn á, hãy liên hệ cho học để học tư vấn cô chú anh chị ha. Dạ kế bên là mẫu xe Innova E 2018 màu đồng ánh kim, mang biển số tỉnh, đi được 88.000 cây, 595 và giảm hôm nay còn 580 nha cô chú anh chị. Thêm cách nhiệt, viền kem mưa, ghế da, đầu DVD. Đó, đi 88.000 cây.
Xe bảo hành cô chú anh chị 20.000 cây. Trên động cơ bọc số đi 88.000 cây. Đó, đầu DVD, camera gear, bọc trần, lót sàn đầy đủ. Nó bọc trần có sẵn ha, lót sàn ghế da màu nâu phối hợp màu đen theo phiên bản V. Innova E nha cô chú anh chị. 580 triệu đồng. Xe này trước dịch 640. Innova Ventura, xe này cũng giảm mạnh cho cô chú anh chị ha. 705 và hôm nay chỉ còn lại là 680 triệu. Cô chú anh chị nào đến xem xe trực tiếp có giảm thêm cô chú anh chị ha. Ventura body kit mâm đen. Đồng hồ hấp ti trong. Nội thất bọc bọc da ốp gỗ. Hệ thống lạnh tự động, màn hình Android. Xe đã có lót sàn. Nỉ zin theo xe cô chú anh chị màu đen. Giá hôm nay giảm còn là 680 triệu đồng luôn nha cô chú anh chị. Đến xem xe trực tiếp học giảm lọc thêm vài triệu nữa. Avenza xe này bên học đang chào bán với mức giá là 480 triệu đồng. Cô chú anh chị nào đến xem xe giảm giá trực tiếp ha. Avenza mẫu xe nhập 7 chỗ 2019, xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đi được 65.000 cây, mang giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tăng Cảng là 480 triệu đồng, còn giảm thương lượng mạnh cho cô chú anh chị ha. Avenza 7 chỗ, vận động cầu sao, động cơ 1.5, hộp số tự động 4 cấp, ghế da, lót sàn, bọc trần, thêm cách nhiệt, viền che mưa, đầy đủ cô chú anh chị ha. Xe giá rẻ đây quý vị, nhìn cũng dễ thương lắm nha quý vị. Form MPV rất là rộng. Cái bên là Rush 2018 màu bạc, mang biển số tỉnh. Xe đi được 47.000 cây. Thì bên học đang chào bán với mức giá 570 triệu đồng, 48.000 cây nha quý vị. 570 triệu đồng. Khi cô chú anh chị đến xem xe có giảm thêm và lọc cho cô chú anh chị ha. Thêm cách nhiệt, viền che mưa. Xe này zin thì đẹp, chân kính có sẵn nè. Tay nắm cửa, nút bấm khởi động thông minh. Động cơ 1.5, đầu DVD, hệ thống lạnh tự động, hai dàn lạnh nha quý vị. Nội thất thì đã được chủ trước lên cái da màu kem song song với màu đen nè cô chú anh chị ha. Xe rất đẹp, còn trả góp cô chú anh chị ha. 4 năm. Đó. Toyota Rush rất là hot ha, tiểu Fortuner quý vị. Dạ và rồi thì học xin phép cô chú anh chị học thêm báo giá thêm một vài sản phẩm nữa, có rất xe rất là hot nè. Xe đầu tiên là xe Fortuner được sản xuất vào năm 2016, máy xăng 2.7, số tự động, mẫu 2016 nha cô chú anh chị. Xe rất là hot, về là bán đó. Học chưa thấy xe cũng có mấy anh kia, nhiều khi mấy anh nào nhận thông tin trước mấy anh giao khách là bán liền. Thì xe này cũng nghe học nghe cũng hăm he nè. Rồi về chưa tới xưởng là có khách cọc đây, màu bạc 2016 nha, xe cọp đi 66.000 cây. Giá là 650 triệu đồng nha cô chú anh chị. Fortuner máy xăng, form đó đó cô chú anh chị, form này nè, Fortuner máy xăng 2016. Học sinh nhắc lại, Fortuner máy xăng màu bạc, biển số thành phố Hồ Chí Minh, 66.000 cây, giá là 650 triệu đồng. Innova E form cũ 2020 đi 60.000 cây, có giá là 635 triệu đồng. Innova E 2016 đi 110.000 cây, có giá bán là 450 triệu đồng. Toyota Artic 2015, nơi xe này nè quý vị. Toyota Artic chiếc đó luôn á, đang đợi đồng sơn. Mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe cực đẹp. Xe đó cũng học cũng có đánh giá chi tiết rồi cô chú anh chị. 2015 đi 61.000 cây, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Có giá bán niêm yết là 515 triệu đồng. Và một chiếc Ventura màu trắng đi 58.000 cây, có giá là 710 triệu đồng, 2019 nha cô chú anh chị. Biển số là 54650, Ventura mới. Bên học mới về chiếc Ventura 2020, chưa kịp quay thì cũng đã bán rồi. Nên học rất là tiếc. Học nghĩ là cái sản phẩm đó học quay sẽ được rất là nhiều sự quan tâm của cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua xe cũ qua xe mới, hãy liên hệ cho học. Từ xe cũ đổi qua xe cũ mà cao cấp hơn, từ 4 chỗ lên 7 chỗ gầm cao, từ gầm thấp lên gầm cao, cô chú cũng gọi cho học để học tư vấn về giá cả cô chú anh chị ha. Giá thị trường đó, để cho cô chú anh chị nắm được là mình bán chiếc xe mình ra bao nhiêu, để mình mua, mình bù vô bao nhiêu, mình mua xe mới nó dễ hơn. Ở bên học có thẩm định giá xe, cô chú anh chị gửi cho học hình đầu xe, km đăng kiểm,
Đó, à, Học sẽ check lịch sử xong rồi Học sẽ báo cáo lên công ty xin giá cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu đổi xe thì hãy liên hệ cho Học đây Venturer để vậy Học xin lướt nhanh nha. Xe này mới về giờ ra dưới Tiền Giang rồi, Học chưa kịp quay tiếc quá. Đó, xe này cũng đẹp lắm, Yaris. Học cũng đánh giá chi tiết rồi, xe nước sơn zin 100%, dày cái dè trước với cửa trước bên phải, giá là 465 triệu đồng anh cô chú anh chị. 2014 mà xe cọp lắm, nguyên xe còn nguyên zin á. Học xin cô chú anh chị nào đang có nhu cầu mua xe hoặc là muốn tìm hiểu là những sản phẩm của chú anh chị vào cái trang web xe cũ toyota.vn để cô chú anh chị tham khảo thêm những cái phần hình thực tế, km thực tế cô chú anh chị. Đó, Học xin kết thúc video tại xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã cùng Học đánh giá qua những sản phẩm của Toyota Tân Cảng đang chào bán. Học xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.